thời gian này, một năm về trước, em đang ở Nam Phi tham dự kỳ thi Olympic Toán Quốc tế. Em có cơ hội được giao lưu, học hỏi với những gương mặt trẻ sáng giá nhất của các quốc gia trên thế giới. Được nghe họ kể về những dự định của họ sau kỳ thi, về những trường đại học ở Mỹ mà họ sẽ theo học. Những câu chuyện về trải nghiệm tuyệt vời của họ đã trở thành động lực to lớn thúc đẩy em nộp đơn vào các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Lúc em trở về nhà, đã là cuối tháng 7, em chỉ mới biết tên được khoảng 3-4 trường đại học ở Mỹ và hoàn toàn không biết gì về hệ thống Common App. Nhiều bạn đã chuẩn bị cho quá trình này từ một năm về trước hay thậm chí là vừa mới bắt đầu vào cấp 3, trong khi em chỉ có khoảng 5 tháng để bắt đầu, gần như từ con số 0. Em phải học sát SAT, em phải tìm hiểu chọn trường, em phải tìm ý tưởng cho bài luận và còn hàng hà sa số những thứ khác nữa. Xuất phát chậm là thế, nhưng em lại không thể đi nhanh được. Bao nhiêu năm qua, em đã quá quen với việc cứ suốt ngày cặm cụi làm toán để đi thi xong thì lại học tiếp cho kỳ thi tiếp theo. Và lúc đó, sau khi đã thi kỳ thi cuối cùng rồi, sau khi đã được đứng giương lá cờ tổ quốc trước bạn bè năm châu rồi, thực sự tâm lý em chỉ muốn tận hưởng. Thi thoảng, thay vì tìm ý tưởng cho bài luận để kịp thời gian, thì em lại lấy những bài toán cũ ra làm như một thói quen. Một thói quen khiến em bế tắc trong lúc lẽ ra em cần phải khẩn trương nhất. Nhìn vào hồ sơ của mình, em thấy thật chán nản với sự đơn điệu của bản thân khi mà cái mục nêu thành tích nó đã đại diện hết cho cả con người của em. Bên cạnh đó, quá trình này cũng thật là cô đơn khi mà bạn bè của mình hầu hết đã đi học đại học ở trong lẫn ngoài nước. Dẫu biết gap year là rất phổ biến, nhưng lúc đấy em vẫn có cảm giác như mình thật khác người, mình không thuộc một tập thể nào và tương lai mình cũng không rõ ràng. Dù những khó khăn đó, thật may mắn khi em nhận được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị ở Yola, đặc biệt là anh Hiếu. Ngoài những giờ học SAT, anh Hiếu còn giúp em chỉnh sửa và tìm ý tưởng cho bài luận. Qua những cuộc trò chuyện thân mật với anh, bằng những câu hỏi hết sức giản dị của anh về sở thích, về thói quen, em đã nhận ra được rằng chính những thứ nhỏ nhặt ấy mới làm nên giá trị thực sự của con người mình. Nhờ anh Hiếu, em cũng phần nào bớt cô đơn và bớt căng thẳng hơn trong quá trình chạy đua với thời gian. Kết quả ngày hôm nay của em là vô cùng may mắn và sẽ không thể đạt được nếu thiếu sự giúp đỡ của nhiều người. Sau tất cả, điều làm em mãn nguyện nhất không phải là mình đã được nhận vào một trường top, mà là cuối cùng em cũng tìm ra một nơi để em có thể bắt đầu một chặng đường mới. Một chặng đường không bị chi phối bởi các ám ảnh về thành tích. Một chặng đường mà em sẽ thay đổi và trưởng thành hơn. Các bạn, các em thân mến, những người sẽ đứng ở đây trong những năm tiếp theo, đôi khi trong cuộc sống, để thật sự tiến lên, không phải lúc nào ta cũng bước về phía trước, mà cần phải có những khoảnh khắc nhìn lại để ta thấy được rằng những thứ hoành tráng, huy hoàng nhất về bản thân chưa hẳn đã là những thứ có giá trị nhất. Chúc tất cả các bạn, các em sẽ thật kiên định và thành công với những lựa chọn của mình. Em xin chân thành cảm ơn. Và cũng xin được một lần nữa chúc mừng bạn Hồ Quốc Đăng Hưng khi đã được nhận vào University of Chicago, một trong 10 trường đại học tốt nhất của nước Mỹ.